Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin mô hình mới của tập là tự trói tay mình. Ngày 6 tháng 3, blog Ngô Nhân Dụng trên VOA tiếng Việt có bài Tập Cận Bình tự trói tay. Tác giả cho hay Trung Quốc đang trải qua một cuộc khủng hoảng địa ốc chưa từng có, dẫn đến việc hàng trăm công ty xây dựng giảm bớt công việc, các công ty lớn phá sản. Hậu quả là cả nền kinh tế gặp khó khăn. Vì giá nhà cửa xuống khiến nhiều người dân cảm thấy mình nghèo hơn, họ giảm bớt tiêu thụ, các nhà sản xuất cắt giảm giá hàng hóa. Trung Quốc hiện là nước duy nhất bị giảm phát trong số các nền kinh tế lớn. Hình ảnh bài bình luận trên blog Ngô Nhân Dụng VOA. Tác giả nhận xét, vì vậy không ai ngạc nhiên khi biết ông Tập Cận Bình đang lo cứu ngành địa ốc với mô hình mới. Mô hình cũ của Trung Quốc là khuyến khích tư nhân xây dựng nhà cửa bằng cách trợ cấp, nhưng không thả cho thị trường quyết định giữa các nước tư bản mà nhà nước nhúng tay vào, từ việc xây nhà đến việc dân tiêu thụ mua nhà. Chính quyền các địa phương hồ hởi thực hiện chính sách này, không những vay tiền của các ngân hàng trong nước, các công ty xây dựng vay đô la trong thị trường quốc tế. Số trái phiếu vay và trả bằng Mỹ Kim tăng từ 675 triệu USD năm 2009 lên 64,7 tỷ USD năm 2020. Theo tác giả, hậu quả của chính sách trên là hoạt động đầu cơ bùng nổ. Các công ty chạy đua xây cất kiếm lời, người có tiền đặt mua nhà trước để hy vọng bán lại kiếm lời. Công việc xây cất nhà ở chiếm 30% tổng sản lượng nội địa cả nước. Hình ảnh tập đoàn hàng đại Evergrande Group, tập đoàn địa ốc số 1 Trung Quốc đã phá sản. Nhưng vẫn theo tác giả, năm 2020, Tập Cận Bình thay đổi, không dễ dãi với các công ty xây cất cũng như người mua nhà nữa. Chính sách đưa ra gấp quá và mạnh quá khiến người dân xây nhà lúng túng vì cạn tiền. Giới đầu cơ không kịp bán lại trước khi giá mua nhà xuống thấp mà vẫn phải đóng tiền trả góp. Cuộc khủng hoảng bắt đầu và càng ngày càng nặng khiến nhà nước phải nhúng tay một lần nữa đưa ra một mô hình mới. Tác giả cho biết theo mô hình can thiệp mới này, chính phủ sẽ dành một ngân khoản tương đương với 280 tỷ Mỹ Kim để đứng ra mua, rồi đem cho thuê những ngôi nhà đang xây nửa chừng thì bị ngưng vì thiếu tiền. Khi thực hiện xong mô hình mới trong vòng 5 năm, chính phủ sẽ làm chủ 30% số nhà cửa mà dân chúng đang ở. Hiện nay, nhà nước chỉ làm chủ 5%. Tác giả nhận định mô hình mới này sẽ khiến cho thị trường địa ốc Trung Quốc trở lại rất giống thời Mao Trạch Đông, khi đảng và nhà nước làm chủ hầu hết các công trình xây dựng mới. Chỉ có một điều khác là thời Mao, các căn hộ được cung cấp cho công nhân viên các xí nghiệp, còn bây giờ họ sẽ đóng vai không có nhà, đi ở thuê và phải trả tiền. Hình ảnh Tập Cận Bình, lãnh đạo tối cao của Trung Quốc. Tác giả dẫn lời ông Hà Lập Phong, Phó Tổng lý Quốc vụ viện tức Phó Thủ tướng, cho rằng kế hoạch mới có hai hệ quả tốt. Thứ nhất, chính phủ sẽ kiểm soát được số lượng nhà cửa cung ứng cho thị trường. Thứ hai, nhà nước sẽ quyết định giá nhà tối thiểu phải là bao nhiêu, không lo khi bán hay cho thuê sẽ bị lỗ lã. Tác giả nêu vấn đề hiện nay Trung Quốc đang có ít nhất 7 triệu căn hộ không ai ở, xây thêm 6 triệu căn hộ mới thì làm cách nào để đẻ ra thêm người mua hoặc thuê nhà, trong khi dân số Trung Quốc đã bắt đầu đi xuống từ 2 năm qua và sẽ còn giảm nữa. Làm cách nào chính phủ có thể ấn định giá tối thiểu khi bán hoặc cho thuê trong lúc số cung vẫn cao hơn số cầu? Tác giả bình luận, kế hoạch trên đây cho thấy Trung Cộng sẽ quay ngược chiều hướng phát triển. Nhà nước phải gánh vác một hoạt động kinh doanh quan trọng mà trước đó vẫn giao cho thị trường tư nhân. Hơn nữa, kế hoạch mới này cũng cấm tư nhân mua nhà rồi bán lại kiếm lời, nghĩa là tước đi quyền làm chủ của họ. Tác giả kết luận, Tập Cận Bình đang hối thúc dân Trung Hoa gia tăng tiêu thụ để kích thích kinh tế và tránh nạn giảm phát. Chính sách mới này của ông sẽ gây kết quả ngược lại, đúng là tự mình trói tay mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Mô hình mới của tập là tự trói tay mình. Kinh tế ảm đạm, hàng loạt doanh nghiệp vẫn tiếp tục rút lui. Ngày 4 tháng 3, AFA tiếng Việt có bài hàng chục ngàn doanh nghiệp buộc phải rút khỏi thị trường trong 2 tháng. AFA dẫn Tổng cục Thống kê Việt Nam mới đây cho biết, bình quân một tháng có gần 31.500 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Như vậy, 2 tháng đầu năm 2024 có khoảng 63.000 doanh nghiệp rút lui. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn lời giám đốc một doanh nghiệp sản xuất tư nhân ở quận 2, Sài Gòn, cho biết tình hình 60 mấy ngàn doanh nghiệp rút khỏi thị trường thì cũng đúng thôi vì kinh tế đi xuống.
Nhưng 2 tháng vừa qua cũng có khoảng 130.000 doanh nghiệp đăng ký mới. Có đi thì cũng có đến, nhưng nói chung thì tình hình vẫn khó khăn. Thứ nhất là giá nguyên liệu tăng, thứ hai là giá năng lượng tăng. Thứ ba là đầu ra hầu như hoàn toàn giảm sút rất lớn, tới khoảng 30-40%. Lượng hàng xuất khẩu thì cũng rất ít. Còn thị trường trong nước thì điêu đứng, rơi vào tình trạng người bán thì có, người mua thì không. Về tình trạng mặt bằng đẹp ở khu trung tâm không có người thuê, ông đánh giá do kinh doanh chịu không nổi, cái chính là do thu nhập người dân không có, đầu tư nước ngoài vào không có, việc làm không có, người dân không có tiền tiêu xài, nên sức mua giảm và kéo theo cả nền kinh tế. Đặc biệt là hệ thống bán lẻ vất vả lắm, tôi sợ tình hình còn bi đát hơn thời năm 2023. Hy vọng thôi, chứ thật sự đối với một nhà sản xuất nhỏ như tôi thì thật lòng mà nói rất bi đát. Hình ảnh mặt tiền khu trung tâm Sài Gòn đóng cửa không ai thuê. Vị này còn cho biết thêm, đối với ngân hàng có vốn cho vay mà không ai vay, còn người vay thì không dám vay, vì vay cũng không để làm gì. Theo vị giám đốc này, hầu như toàn bộ hệ thống tiêu dùng, thu nhập của người dân đang lao dốc một cách khủng khiếp và khó khăn rất nhiều. AFA cho biết không chỉ doanh nghiệp tư nhân, đầu năm 2023, hàng loạt doanh nghiệp nhà nước than lỗ từ vài trăm đến hàng chục ngàn tỷ đồng, xin được hỗ trợ hoặc tăng giá như Vietnam Airlines hay EVN. AFA dẫn ý kiến của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương, từ năm 1993 đến năm 2002, nhận định đây là một tình hình rất đáng quan ngại, bởi vì các doanh nghiệp đó tạo ra công ăn việc làm và đóng thuế cho ngân sách nhà nước. Việc doanh nghiệp đóng cửa là bởi vì trong thời gian qua, nông nghiệp Việt Nam thì có bước phát triển tốt, nhưng công nghiệp của Việt Nam, nhất là công nghiệp chế biến, gặp nhiều khó khăn do các sự kiện vận tải ở Biển Đỏ, Trung Đông, cũng như việc nhập các nguyên vật liệu và việc xuất khẩu sang thị trường châu Âu có nhiều khó khăn. Hình ảnh khu công nghiệp vắng vẻ giờ tan tầm. Số doanh nghiệp đóng cửa lớn hơn số doanh nghiệp đăng ký mới, vì vậy sức ép lên công ăn việc làm, cũng như việc đảm bảo nguồn thu ngân sách từ khu vực kinh doanh trong nước là khó khăn, trong khi đó diễn biến của đầu tư nước ngoài cũng không đạt. Các cơ quan nhà nước cũng đang cố gắng vận dụng chuyển đổi sang kinh tế số và chính phủ điện tử để giảm bớt các chi phí về thời gian và tiền bạc, trong khi thực hiện các thủ tục kinh doanh. Tuy vậy, cho đến nay, số những giấy phép con vẫn đang ở mức độ rất lớn, khoảng 6.000 giấy phép con. Và theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ là phải xem xét loại bỏ tất cả các giấy phép con để cho người dân có thể tự do kinh doanh theo pháp luật, là một lời kêu gọi cần phải được thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Còn theo tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ khi trả lời AFA gần đây, nếu chính phủ tư nhân hóa các công ty nhà nước và cho phép một số công ty tư nhân khác tham gia vào cùng một lĩnh vực để tăng tính cạnh tranh, thì việc tăng hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp mới có thể thực hiện được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Kinh tế ảm đạm, hàng chục ngàn doanh nghiệp vẫn tiếp tục rút lui. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d